Cô chào tất cả các em. Hôm nay các em sẽ học tiết toán với bài luyện tập sách giáo khoa trang số 9 nhé. Qua bài học hôm nay, các em cần nhận biết được phân số thập phân là phân số như thế nào và biết chuyển phân số thành phân số thập phân. Để đạt được những kiến thức đó, chúng ta cùng làm các bài tập 1, 2, 3 trang số 9 nhé. Chúng ta cùng bước vào bài số 1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số. Các em đã nắm được yêu cầu của đề bài chưa? Đề bài cho chúng ta một tia số từ 0 đến 1, chia làm 10 phần bằng nhau. Và công việc của các em là viết phân số thập phân thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về phân số thập phân. Và các em còn nhớ đặc điểm của phân số thập phân là như thế nào không? À, phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, vân vân. Cô mời các em hãy nhìn lại tia số để thấy được quy luật của dãy số này nhé. Vạch thứ đầu tiên là 0, tiếp theo là 1/10, tiếp theo nữa là 2/10. Như vậy, các em đã phát hiện được quy luật của dãy số này chưa? À, số liền trước cộng với 1/10 thì sẽ ra số liền sau, phải không các em? Cô mời các em cùng viết phân số thập phân vào các cái chỗ chấm còn lại. Cùng kiểm tra bài làm với cô nhé. Phân số thập phân tiếp theo chính là 3/10. Tiếp theo nữa, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 và 9/10. Cô chúc mừng các em đã có bài làm đúng. Bài số 2, viết các phân số sau thành phân số thập phân: 11/2, 15/4 và 31/5. Đề bài yêu cầu gì các em? À, yêu cầu chuyển một phân số đã cho thành phân số thập phân. Thế các em còn nhớ cách chuyển một phân số thành phân số thập phân không? Chúng ta có thể thực hiện như sau. Sẽ tìm một số mà khi nhân với mẫu số sẽ cho ra được mẫu số là 10, 100, 1000. Cô ví dụ, đề bài cho phân số 3/5. Như vậy, phân số này có mẫu là 5. Thì chúng ta sẽ đem nhân với một số sao cho ra được mẫu số là 10, 100, 1000. Ở đây, mình lấy 5 nhân với 2 để ra được mẫu số là 10. Mẫu số nhân với 2 thì tử số cũng phải nhân với 2. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả là 6/10. Vậy thì mình đã chuyển phân số 3/5 thành phân số thập phân 6/10. Chúng ta còn một cách nữa, đó chính là rút gọn phân số. Bây giờ các em hãy lựa chọn cách làm để chúng ta thực hiện bài tập này nhé. Bài tập này các em thực hiện dễ dàng đúng không? Đầu tiên, phân số 11/2 có mẫu là 2, như vậy chúng ta sẽ đem nhân với 5. Kết quả của chúng ta là 55/10. Bài tiếp theo, 15/4, chúng ta có mẫu số là 4. Như vậy, chúng ta sẽ đem nhân với 25. Mẫu nhân 25 thì tử số cũng nhân với 25. Kết quả của chúng ta là 375/100. Và bài cuối cùng, 31/5. Mẫu số là 5, như vậy các em sẽ nhân với 2. Và kết quả của chúng ta là 62/10.
Chúng ta cùng thực hiện bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu số là 100, 6 phần 25, 500 phần 1000 và 18 phần 200. Đề bài 3 cũng giống như đề bài số 2. Tuy nhiên, phân số thập phân mà mình chuyển đổi phải có mẫu số là 100. Như vậy chúng ta cũng có hai cách làm. Thứ nhất, tìm một số sao cho khi mình nhân với mẫu số thì chúng ta sẽ có kết quả của mẫu số là 100. Ví dụ, phân số 3 phần 5 có mẫu số là 5. Sẽ đem nhân với bao nhiêu để cho ra được mẫu số là 100 các em? À, chính là 20 phải không nào? Và mẫu nhân với 20 thì tử số cũng nhân với 20. Chúng ta sẽ có kết quả là 60 phần 100. Như vậy, 3 phần 5 đã được chuyển đổi thành phân số thập phân có mẫu là 100, chính là 60 phần 100. Cách thứ hai, chúng ta có thể thực hiện rút gọn phân số để được một phân số thập phân có mẫu số là 100. Cô mời các em hãy suy nghĩ, lựa chọn một trong hai cách làm để thực hiện các bài tập của bài số 3 nhé. Nào, cùng kiểm tra bài làm với cô nhé. Phân số thứ nhất, 6 phần 25, có mẫu số là 25. Như vậy chúng ta sẽ đem nhân với bao nhiêu để cho ra mẫu số là 100? Chính là nhân với 4. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả là 24 phần 100. Bài tiếp theo, 500 phần 1000. Ở đây, nếu các em thực hiện nhân lên thêm thì chúng ta sẽ không được mẫu số là 100. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn cách rút gọn phân số. Chúng ta sẽ lấy 500 chia 10 phần 1000 chia 10. Vậy chúng ta sẽ có kết quả là 50 phần 100. Bài cuối cùng, 18 phần 200. Chúng ta cũng sẽ lựa chọn cách rút gọn phân số. 18 chia 2 phần 200 chia 2. Kết quả là 9 phần 100. Cô chúc mừng các bạn đã thực hiện tốt bài làm này. Để học tốt các tiết học sau, các em cần xem lại để nắm chắc đặc điểm của phân số và phân số thập phân. Biết được cách chuyển một phân số thành phân số thập phân. Chuẩn bị bài tiếp theo, ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số. Cô chào tạm biệt các em.